Thầy còn với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật tung khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười lạc an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quá hỗ trì nhiều hơn, thầy thân cao quý sáng ngời chân lý. Chánh pháp dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu, để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt. Nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau. Thầy còn với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Xin cảm ơn lời giới thiệu rất là hay của Đại Đức Xứ Ngôn Viên. Nhân dịp đầu xuân Kỷ Sửu, chúng tôi cũng ngưỡng cầu mười phương chư Phật thì từ gia hộ cho chư Tôn Đức cùng toàn thể quý vị luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. A Di Đà Phật. Yeah. Nghe thầy Xứ Ngôn Viên giới thiệu, tôi chợt nhớ câu đối gọi là khai bút đầu năm của chúng tôi trong năm nay, năm Kỷ Sửu. Không biết là năm nay có cái gì đặc biệt không, mà mới làm lễ ví Di Lặc trong đêm giao thừa xuống, thì tôi cầm cái bút và tự nhiên tôi viết hai câu đối đơn giản thôi. Vĩnh kiếp lãng lưu, lịch sứ tầm nhân duyên hảo ý. Tôi viết tự nhiên hạ bút xuống viết một câu đối chữ Nho. Câu trên có chữ Vĩnh thì ở dưới tôi biết đối chữ gì, tự nhiên tôi đối chữ Minh. Là tại vì tên chùa tôi là chùa Vĩnh Minh, thấy không? Vĩnh kiếp lãng lưu, lịch sứ tầm nhân duyên hảo ý. Minh điên định tụ, đắc thời thỉnh Phật ngự không tâm. Làm xong có đối tự nhiên viết ra rồi tự nhiên thấy rất là thích thú. Mình đã lang thang từ không biết bao nhiêu kiếp rồi, phải không quý vị? Tôi nhớ có lần tôi đọc cho quý vị nghe câu thơ là lang thang từ buổi khóc chào, quý vị nhớ không? Nửa cho nửa nhận, nửa nào là tôi, thấy không? Có một mùa xuân nào đó tự nhiên mình không biết là mình thấy tất cả mọi sự đến đi đó nó có phải là mình hay không. Tôi biết là lang thang từ buổi khóc chào, nửa cho nửa nhận, nửa nào là tôi. Còn hôm nay đó tự nhiên đầu năm hạ cái bút xuống viết là vĩnh kiếp lãng lưu, lịch sứ tầm nhân duyên hảo ý, tức là suốt bao nhiêu kiếp mình trôi dạt, phải không quý vị? Mình trôi dạt cõi này cõi nọ, mình đi đến nơi này nơi kia để mình tìm một cái người để mình duyên cái ý hảo của mình, duyên cái ý tốt của mình. Mình cứ tưởng đâu là có một cái ai đó ở ngoài mình, có một cái gì đó nó nằm bên ngoài của mình, một nửa của mình. Cho nên là mình cứ đi tìm mãi rồi minh niên định tụ. Năm nay đó ha, minh niên tức là năm mới này đó, thì tự nhiên những ý niệm đó dồn tụ lại. Đắc thời thỉnh Phật ngự không tâm,
Đắc thời tức là được thời đó quý vị, gặp lúc đó ha. Tự nhiên mình thỉnh Phật ngự trong tâm hồn trống không của mình. Thì tự nhiên cái ý niệm này tôi nghe thầy Sứ Ngôn Viên giới thiệu thì tôi cũng muốn gửi gắm đến cho quý vị. Chúng ta đó cũng đã lang thang quá nhiều rồi phải không quý vị? Nói như nhạc sĩ Trường Công Sơn, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đúng không? Đi đâu lanh quanh trên đời mỏi mệt, đúng không? Bây giờ thì làm gì bây giờ quý vị? Chỉ còn có một điều tốt đẹp nhất, đó là thỉnh Phật ngự không tâm, thỉnh Phật giáng ngự trong cái tâm hồn trống không của mình. Đó là một cái điều có thể nói rằng ý nghĩa nhất của cuộc đời này. Chứ còn là cuộc đời này đã buông ba, đã chạy vầy hết nơi này nơi khác, vì danh, vì lợi, vì tất cả mọi thứ, rốt cuộc được cái gì quý vị? Cũng nhắm mắt xuôi tay thôi. Danh vọng là hơi thoảng qua, thịnh vượng thì có thời, giàu sang cũng chỉ là ảo ảnh. Có kẻ hôm nay hớn hở, ngày mai là quyền rủa. Duy có phẩm đức mới tồn tại bất biến mà thôi. Cho nên tất cả hàng Phật tử chúng ta, hơn ai hết quý vị đã nghe rất nhiều, đã đọc rất nhiều, thì bây giờ chúng ta chỉ có một con đường đẹp nhất, đó là thỉnh Phật ngự trong tâm hồn của mình. Và đó cũng chính là cái mục đích mà đạo tràng Chùa Hoằng Pháp mở ra, để cho quý vị có một nơi quy hướng, để quý vị có thể thỉnh hình bóng của Đức Phật Di Đà ngự trong tâm của chúng ta. Con tưởng niệm danh Ngài và cúi mặt, thỉnh hình Ngài giáng ngự giữa hồn con, độ con qua vô lượng nghiệp oán hờn, để một phút gặp Ngài trong Phật tánh. Kính thưa quý vị, trong như những lần trước chúng tôi đã nói, chúng tôi sẽ cố gắng khai triển tư tưởng của 13 vị tổ Tịnh Độ Tông Trung Hoa, chúng ta hay thường gọi là Liên Tông Thập Tam Tổ đó. Chúng tôi đã từng giảng cho quý vị nghe về tổ Ấn Quang, tổ Triệt Ngộ, tổ Tịnh Nam. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị sơ lược về tổ Hành Sách, tức là chúng ta thường nghe là Ngu Sơn Phổ Nhơn Hành Sách Đại Sư đó. Đó là vị tổ thứ 10 của Tịnh Độ Tông, tức là tôi giảng thuộc lùi lại ha. Xin thưa quý vị là về sử liệu cũng như về tư tưởng của chư tổ Tịnh Độ Tông tại Việt Nam mình thì tài liệu quá ít, quá hiếm hoi. Trước đây Hòa Thượng Thiền Tâm đã từng soạn Liên Tông Thập Tam Tổ, là lịch sử của 13 vị tổ Tịnh Độ. Nhưng mà tài liệu nó cũng quá ngắn gọn, quá đơn giản. Cho nên là mỗi lần mà đi giảng về sự của chư tổ hoặc là tư tưởng của các ngài thì chúng tôi buộc lòng phải vào trong tạng để đọc lại. Và chúng tôi cũng dịch lại những cái lời dạy của chư tổ để trình bày với quý vị. Chứ còn tài liệu của chúng ta không có. Thì Hành Sách Đại Sư đó là một vị sư rất là đặc biệt, nổi tiếng của Trung Hoa vào đời Thanh. Ngài cũng chính là một vị thiền sư. Thì Hành Sách Đại Sư, Ngài có cái tên tự tức là Triệt Lưu. Triệt Lưu quý vị ha. Ngài sống vào đời Thanh, là con của ông Tưởng Toàn Xương. Và Tưởng Toàn Xương á, là bạn phương ngoại của Đức Thanh Hòa Thượng. Chúng ta hay gọi là gì quý vị? Đức Thanh Hòa Thượng chúng ta hay gọi là Hám Sơn Đại Sư đó. Hám Sơn Đại Sư cũng là một vị tông sư nổi tiếng của Trung Quốc. Và năm Thiên Khải thứ 6, thì sau khi Hám Sơn Đại Sư thì tịch được 3 năm đó, thì ông Tưởng Toàn Xương, cha của Ngài đó, có một đêm nằm mộng, tự nhiên thấy Hám Sơn Đại Sư đi vào trong nhà. Và ngay lúc đó, sau đó thì vợ của ông có thai và sinh ra được Ngài, sinh ra Hám Sơn. Và cũng chính vì cái duyên nằm mộng thấy Ngài Hám Sơn đó, sinh ra Ngài Hành Sách quý vị ha. Duyên nằm mộng thấy Ngài Hám Sơn cho nên mới đặt cho thầy, cho Ngài cái ngoại hiệu là Mộng Hám, tức là nằm mộng và thấy Hám Sơn Đại Sư. Đó cũng là đặc biệt mà cũng có nhiều người cho rằng Thiền Sư Ngài Hành Sách đó, tức là hậu thân của Ngài Hám Sơn.